Ông Lê Đình Hiệp, ngụ khu phố Núi Đỏ, phường Bầu Sen, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, có 38 năm tuổi đảng, là con của bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thời trẻ, ông từng là huấn luyện viên đội bóng nông trường cao su, rồi lần lượt công tác trong nhiều vị trí hành chính tại khu phố Núi Đỏ. Đến khi nghỉ hưu, nhận thấy trẻ em tại địa phương còn thiếu nhiều sân chơi, ông thành lập đội bóng Tuổi Thơ để dạy bóng đá miễn phí cho trẻ em tại khu phố Núi Đỏ. Bản thân là cái đam mê bóng đá, cho nên là bây giờ thấy các bé mà đi chơi này kia coi như là không được tốt, cho nên là muốn là tập trung các bé lại, vừa huấn luyện bóng đá cho các em rồi các con của mình, để tạo mọi điều kiện cho các em có một sân chơi bổ ích, từ đó mà mình giáo dục các bé có một cái nhân cách sống tốt, ít mê về cái điện thoại game, đi chơi rồi nhiều khi nó rủ nhau đi tắm hồ tắm suối rất là nguy hiểm. Tôi muốn là các em là ngày nào cũng tập, hạn chế tối đa cho các em coi như là đi chơi bên ngoài. Đa số các bé tham gia vào đội bóng có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh chủ yếu là công nhân có thu nhập thấp. Tham gia vào đội bóng, một phần giúp các bé có điều kiện vui chơi, rèn luyện thể thao, hạn chế những tai nạn vào mùa hè. Mặt khác, ông Hiệp cũng không ngừng rèn luyện cho các bé các kỹ năng sống như vâng lời, trung thực, đam mê với thể thao, biết giữ gìn vệ sinh sau mỗi buổi tập. Đội bóng có 28 bé thuộc khu phố Núi Đỏ. Những ngày trong năm học, đội bóng sẽ được ông Hiệp dạy sau 16 giờ. Còn trong kỳ nghỉ hè, hầu như suốt tuần, đội bóng đều sẽ tập luyện sáng và chiều. Riêng thứ Bảy, các bé sẽ tập trung tại sân bóng Hoàng Huy của thành phố Long Khánh, tập luyện chung với các bé ở một số trường lân cận. Suốt 15 năm gắn bó với đội bóng Tuổi Thơ, học trò của ông Hiệp không ít người đã trưởng thành và trở về cùng ông duy trì đội bóng. Hồi còn thiếu niên nhi đồng ấy, thì thầy Hiệp là dìu dắt tôi là từ bé cho đến khi tôi trưởng thành. Tính đến thời điểm bây giờ, tâm tư nguyện vọng của thầy ấy, thì lúc nào cũng hướng về bóng đá và nhất là cái thế hệ trẻ của sau này. Hiện tại bây giờ tôi cũng dìu dắt em cùng lứa tuổi từ 18 đến 20. Thì bên cạnh đó thì hỗ trợ với thầy Hiệp dìu dắt thêm những các em thiếu niên nhi đồng để tiếp bước theo con đường bóng đá như là thầy mong muốn. Không đủ chi phí đầu tư như các đội bóng khác, nhưng ông Hiệp luôn tìm cách để trang bị dụng cụ tập luyện, bỏ tiền túi đưa các cháu đi thi đấu. Niềm đam mê bóng đá, năng lượng tích cực của ông đã lan tỏa được nhiều cá nhân cùng hỗ trợ. Đội bóng có được nhà tài trợ suốt 11 năm hỗ trợ các thiết bị tập luyện, sân bóng, tài trợ cho các giải đấu. Bên cạnh đó, các giáo viên thể chất ở nhiều trường trên địa bàn cũng cùng ông đứng lớp mà không nhận bất kỳ chi phí nào. Chú Hiệp đã cho tôi một cái cảm hứng, đó là một người rất là lớn tuổi, một cán bộ về hưu và đam mê bóng đá. Và nhất là cái tinh thần yêu thương của chú Hiệp với trái bóng, với lại những em bé có hoàn cảnh khó khăn. Tôi muốn lan tỏa rằng là những em thiếu nhi tuổi thơ của chúng ta có được một niềm hạnh phúc, đó là đam mê với trái bóng hoặc là đam mê với sở thích của mình. Thấy thầy Hiệp là một con người mà cái ngọn lửa cháy bỏng về thể thao rất là lớn. Và khi đã gặp thầy Hiệp rồi thì ngọn lửa cháy bóng của bản thân cũng phát triển theo. Thì trong 3 năm qua thì nói chung là với thầy Hiệp thì luôn hỗ trợ với nhau và tạo một điều kiện tốt nhất để các em có đam mê tham gia thể thao. Hiện nay, đội bóng cũng có các bé được lựa chọn thi đấu các giải phụ động của thành phố Long Khánh. Với ông Hiệp, dạy cho các bé luyện tập thể thao không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà chính là rèn người. Điều mong mỏi lớn nhất của người cựu chiến binh ấy là lớp bóng đá miễn phí này sẽ được tiếp tục duy trì, giúp nhiều trẻ em phát huy được niềm đam mê và có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Không có sợ mệt mà cái hy sinh của mình là càng ngày là càng cao hơn, làm sao giúp cho các bé nó có một cái trung thành. Phải là thật sự tôi sẽ đồng hành với các bé khi nào không còn sức khỏe nữa.